Chào mừng các bạn đến với kênh Sadec TV. Các bạn thân mến, thì đây là một cái vườn cắt kiển của một con nông dân chuẩn bị phục vụ Tết nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại vườn cắt kiển của anh Nhẫn nằm trên đường hoa Sadec ha, ở phường Tân Quy Đông, quận Phú Sadec, tỉnh Đồng Tháp. Thì cây cắt kiển thời điểm này thì bà con nông dân mình cũng đã bắt đầu xử lý để cho ra trái rồi các bạn. Đây là cái một trong những cái loại cây kiển mà được trồng với thời gian khá là dài ha. Bắt đầu ăn Tết xong từ khoảng tháng Giêng là bà con nông dân của mình đã tiến hành trồng rồi. Trồng cái cây tắc này rồi. Tính ra thì cái thời gian trồng cây tắc này được khoảng 1 năm trời mới có bán nha các bạn. Cho nên là cái việc trồng tắc kiển này cũng rất là công phu. Đây thời điểm này thì một số cây cũng đã cho ra trái rồi nè mọi người. Những cây này thì trái nó còn nhỏ hơn ha. Những trái này thì người ta sẽ bắt đầu nuôi dưỡng nó cho nó tới Tết luôn. Theo như anh Nhẫn chia sẻ thì năm nay cái cây giống tắc kiển này thì nó khá là khan hiếm nha mọi người. Cho nên là một số bà con nông dân thì cũng đã giảm cái diện tích trồng do cái nguồn cây giống nó không có nhiều. Giá cây giống cũng tăng so với những năm trước. Và cái nguồn chất lượng cây giống thì cũng không có đồng đều như mỗi năm. Cho nên là năm nay thì số nông dân ở làng Hoa Sa Đéc thì cũng đã giảm cái diện tích trồng cái cây tắc kiển này rồi. Thì cái thời gian trồng cái tắc kiển này thì nó kéo dài khoảng 1 năm đó các bạn. Và cái người nông dân mình phải xử lý rất là nhiều đợt. Bởi vì cái cây tắc này, cái đặc điểm của nó là khi mà trời nắng, nắng xong mà có mưa xuống á, mưa dầm xuống thì nó sẽ nó ra trái rất là nhiều. Cho nên nó là bà con nông dân của mình là phải tốn thêm một cái khâu nữa, là cái khâu lặt bỏ trái đó các bạn. Bình quân là mỗi tháng nó đều có khoảng 1 tháng rưỡi 2 tháng là trái nó bắt đầu nó ra rồi. Cho nên là phải lặt bỏ trái. Nếu mà chúng ta không lọc bỏ trái thì nó sẽ làm cho cái cây nó mất sức và nó không có độ lớn của cái tàn được. Cho nên là bà con mình là khi mà phát hiện cây ra trái là phải lọc bỏ. Chỉ có thời điểm này thì bà con mình mới để trái thôi, để mà nuôi trái cho tới Tết thôi. Còn những cái tháng khác là phải tốn thêm công để mà lọc bỏ trái đó các bạn. Cho nên là trồng cái cây tắc này thì nó cũng rất là công phu, tốn nhiều cái thời gian. Đặc biệt là thêm nhiều cái chi phí nữa, ngoài cái chi phí phân thuốc ra thì phải tốn thêm một cái chi phí nữa là cái chi phí thuê người lặt bỏ trái. Như anh Nhẫn chia sẻ thì do năm nay là cái nguồn cây giống khan hiếm và cái chất lượng giống cũng giảm so với mọi năm, cho nên là diện tắc của anh thì năm nay là cũng cái tàn nó nhỏ hơn mỗi năm ha, các bạn. Năm nay anh chỉ trồng khoảng 700 cây thôi, giảm một nửa so với năm ngoái do không có cái nguồn cây giống. Nguồn giống này anh mua từ Chợ Lách của Bến Tre. Cây này nó mới làm bông rồi các bạn, có nụ rồi. Những cây nào mà trái lớn quá thì anh nhắn nó lọc bỏ, còn cái nào mà trái nhỏ vừa thì nó chừa lại. Cái này là trái này là vừa Tết luôn nè. Cái chậu này cao khoảng 1 thước luôn các bạn. Vậy cái chúng ta mua một cái chậu tắc chân Tết thì phải nói là nó tốn rất là nhiều thời gian và công sức của người nông dân ha. Thời gian tới 1 năm trồng và chăm sóc rất là dài. Cho nên là giá trị của mỗi chậu tắc thì hàng năm thì Tết là khoảng trên dưới 100 ngàn. Thì cũng không có đắt lắm ha. Tính ra so với cái công sức và cái chi phí mà người nông dân bỏ ra để đầu tư thì cũng khá là lớn.
cái phát này nó tiện cái là chúng ta mua chuyên Tết xong rồi chúng ta có thể trồng xuống để mà ăn trái được. Cho nên là hàng năm thì cái cây tắc này cũng được nhiều người chuộng mua để mà chuyên Tết ha. Làng hoa Sa Đéc thì ngoài tắc kiển ra thì thời điểm này các cái giống hoa mà phục vụ Tết thì chỉ có cúc mâm xôi thôi nha các bạn. Cúc mâm xôi thì cũng đã xuống giống rồi. Cúc mâm xôi thì trồng khoảng 6 tháng, vào khoảng tháng 6 âm lịch là bà con nông dân mình đã xuống giống rồi. Năm nay thì số lượng cúc mâm xôi thì cũng khoảng 200.000 giỏ, cũng không nhiều so với mọi năm hết các bạn. Riêng các cái giống hoa khác, ví dụ như các cái giống ngắn ngày thì sẽ xuống giống từ khoảng giữa tháng 10 âm lịch ha. Thời điểm này thì hoa Tết thì chỉ có tắc kiển và cúc mâm xôi thôi, còn cái giống hoa khác thì vẫn chưa xuống giống hết các bạn. Đối với cúc đồng tiền, cúc mini rồi thì bà con nông dân Sa Đéc mình như vậy đã sản xuất quanh năm rồi. Cho nên là thời điểm nào thì các cái loại hoa nó cũng có hết. Là hoa Sa Đéc thì cái hoa thì nó rất là nhiều ha các bạn, khoảng 2.000 loại hoa lận. Cho nên là chúng ta đi ở thời điểm nào trong năm thì vẫn có hoa, nhưng mà thời điểm Tết thì hoa nó nhiều nhất. Còn những ngày thông thường thì chúng ta đến các cái vườn thực phẩm có hoa, ví dụ như hoa trang, rồi 10 giờ các cái vườn trồng các cái loại cây kiển công trình, các lá màu ha, thì vẫn có nhiều cây cảnh và cây hoa quanh năm để phục vụ khách tham quan du lịch. Thì hôm nay thì trong cái dịp mà tác nghiệp tại cái vườn, một cái vườn tắc kiển này, thì mình sẽ quay một số hình ảnh gửi đến các bạn nha. Các bạn có quan tâm đến những cái thông tin ở làng hoa Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, thì các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để xem những video mình nói về cái làng hoa ha. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Mình là Nhẫn, anh đang tưới cái cây tắc này. Cái tắc này có cần tưới nhiều nước không anh Nhẫn? Ngày tưới cử hả? Ngày tưới cử hả? Tưới ngày nào cũng phải tưới hết. À, nó thiếu nước có sao không anh? Thiếu nước thì nó vàng. Thiếu nước là vàng lá hả? Trái là nó rụng hả? Nếu mà có trái là phải tưới canh đủ nước cho nó có. À, mà cái cây tắc này là nó chịu, là nó chịu phân gì anh, phân hóa học hay là phân hữu cơ? Tùy theo lúc. À. Có lúc thì cần phân hữu cơ, có lúc thì cần hóa học. Khi nào là mình sử dụng hữu cơ nhiều, khi nào sử dụng hóa học anh? Cũng như là cái lúc mà chưa mà có trái là mình hóa học. Còn cái chuyện mà trái gọi là hữu cơ nhiều. À, chưa trái thì sử dụng hóa học, còn có trái rồi là sử dụng phân hữu cơ. Nuôi tàn đó, chưa có trái là nuôi tàn đó. Nhiều người á là người ta mua tắc về á, người ta trồng á để lấy trái đó. Bây giờ á là người ta muốn hỏi là làm thế nào để mà ta cho cây tắc này nó ra trái, thì mình xử lý làm sao á anh? Mình bỏ khô. Anh tưới lại cái bộ này giùm em. À, anh bỏ khô rồi làm gì anh? Bỏ con rồi thuốc kích thích nó mới ra ha. Cho nó rộ quá. À. Còn ví dụ như bình thường á, người dân mình trồng mình để lấy trái ăn thôi thì không cần thuốc kích thích. Trái ăn là mình chỉ cần bỏ con cái mình giải phân là nó ra hoài. À, cái phân là nó chịu phân gì anh, sử dụng phân gì? Phân 20-15 đó, phân ba màu đó. À, cứ ba màu bỏ khô rồi giải phân vô tưới nước là nó ra bông ra trái. Mình cắt đợt này là nó ra được sao rồi. À, tức là ngoài tứ phân ra thì mình cũng cắt ha, cắt đọt bớt rồi là thâu tàn là nó ra trái ra bông. Đúng rồi, nếu mà trồng cái đất thì nó ra trái thường xuyên là chỉ cắt cái đợt trái này là nó ra bông được sao nữa rồi. Mà mình phải giải phân rồi nó cua trái đó. À. À,
này nửa trái mà nó bự lên cũng phải mắc cột rồi lại nó phải không anh, tạo tàn tạo sửa cho nó tròn nó đều nó đẹp rồi bán mới có giá ha. Vậy cũng còn nhiều công đoạn lắm. Công đoạn lắm, cái này vài bữa cũng phải thay chậu nữa nè. À, thay chậu nữa. Sang qua cái chậu bỏ con rồi sang chậu. Thay chậu rồi cho nó đủ phân ha, đặng nuôi trái ha, chứ chậu này nó hơi nhỏ đúng không? À, nếu thang chậu qua chậu mấy anh? Qua chậu 12 quá. Chậu 12. Mai qua đặng nó nuôi trái nó nổi. Dạ. Chứ vậy thì chậu còn nhỏ nó đang ít phân quá không đủ nuôi trái nha. Không đủ nước á. Dạ. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.